Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bạn đồng tham phải động viên nhau tu. Những người có căn lành sâu dày, tới chỗ nào họ cũng làm điều thiện. Châm ngôn của họ là vi thiện tối lạc, lấy việc thiện làm điều vui và thường xuyên họ đinh ninh ghi nhớ. Trái lại, những kẻ có nghiệp chướng sâu dày lại thường ham nghe những chuyện bất thiện, những chuyện trái đạo lý mà họ cho là mẫu mực để noi theo. Thản hoặc có những thiện tri thức chỉ bảo cho họ những điều hay lẽ phải, họ cũng bỏ ngoài tai. Nhưng đối với lời xúi dục của các ác trí thức, bảo họ làm những điều không hợp lý, thì họ lại nghe theo. Tại sao vậy? Bởi những gì hợp lý thì đi ngược lại tâm tưởng của họ, còn những gì bất hợp lý lại đáp ứng đúng ý muốn của họ. Cái bệnh của hạng người này là như vậy. Nói chung, bất cứ ai, cứ xem kỹ họ ham thích thứ gì là chúng ta biết được căn tính của họ ra sao. Kẻ lười biếng thích nghe người ta nói về các mánh lới lười biếng. Người tinh tấn lại ham nghe những câu chuyện về công phu tinh tấn tu hành. Có trường hợp người ta không chịu tinh tấn tu hành, chỉ chờ dịp để lười biếng cầu được an thân. Nhưng bên cạnh các bạn đồng tham tu hành tinh tấn, họ cũng bị ảnh hưởng mà tinh tấn theo. Cũng có trường hợp người ta vốn tinh tấn, nhưng vì ảnh hưởng của các bạn xung quanh mà biến thành giải đãi. Bởi vậy, đạo hữu cùng tham thiền với nhau phải động viên cho nhau, khuyến khích nhau để tất cả cùng tinh tấn hướng tới mục tiêu, đó là phát đại bồ đề tâm, tu đạo vô thượng giác, cùng chứng thánh quả Bồ Tát. Người xưa nói rằng, cư lân tất trạch, giao hữu tất thận, nghĩa là láng giềng ắt phải chọn, bạn chơi ắt phải thận trọng. Chọn bạn chúng ta cũng phải tìm nơi bạn tốt, không thể giao du bừa bãi với hạng gian manh, nếu không sẽ theo cùng với những kẻ hạ lưu, làm chuyện xấu xa để thân bại danh liệt, vô phương cứu vãn, cuối cùng phải đọa địa ngục. Đó là một điều nguy hiểm vô cùng, không thể không thận trọng. Tại đạo tràng, tệ hại nhất là không chịu tu hành, đáng quý nhất là sự nghiêm chỉnh tu tập. Ai không tu thì tương lai kẻ đó bị đi xuống, ai tu hành thì tương lai sẽ đi lên. Người ta nói, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt, nên chúng ta tu tập ở đạo tràng phải từng giờ từng khắc thận trọng, phải dẹp bỏ những ý nghĩ tà chi tà kiến, giống như những hạng đầu cơ chỉ biết mánh lới để an thân. Tu hành phải dựa vào công phu thật sự của mình thì mới có giá trị chân thật, tức là khai mở trí huệ. Nếu công phu chẳng chân thật thì chẳng có gì là thành tựu được, bất kể kẻ đó là ai. Tại đạo tràng, ai giải đãi, ai tinh tấn, người tinh mắt trông thấy hết. Người nào giải đãi sẽ không có hy vọng gì thành tựu, bởi lẽ người đó không để tâm vào tu hành. Giả sử lúc đó có người khác phụ họa theo, thì rất là tai hại. Người thiện tri thức không chiều theo thị hiếu người khác, mà sẵn sàng phê bình sửa sai khi nhận thấy người nào làm sai trái. Giữa bằng hữu với nhau cũng vậy, nếu thấy bạn làm sai quy củ, vẫn phải dùng lời lẽ hơn thiệt để khuyên răn, mong cho bạn cải tà quy chánh. Người ta nói, thuốc đắng giã tật, nói thật mất lòng, đó mới đúng là bổn phận đối với bằng hữu, chứ không phải thương bạn mà để cho bạn mê lầm không nhận ra chân lý. Chúng ta tất cả cùng nhau tu hành nên động viên nhau, khuyên bảo nhau, chứ không tỏ lòng đố kỵ ngăn trở nhau, điều đó phải ghi nhớ. Từ nay về sau sẽ không bao giờ mắc lại thứ bệnh tật này, nếu không tất cả sẽ bị đọa cùng với nhau xuống địa ngục. Trách nhiệm của chúng ta đối với bằng hữu chính là khuyên làm lành, tránh điều quấy. Thấy bạn sai lầm, cố gắng khuyên can để bạn sửa đổi, chứ không phải hùa theo để cho bạn làm điều sai trái, khiến mỗi ngày mỗi sa đọa. Quý vị cùng là sư huynh sư đệ với nhau, như trong một gia đình, phải nên chiếu cố đến nhau. Ai làm điều gì sai với giới luật, phải thành khẩn khuyên nhủ để bạn trở về quy củ. Nếu chẳng được như vậy thì bạn đồng tham có ý nghĩa gì? Là đạo hữu chẳng phải là kết bè với nhau để lừa gạt nhau, có những tư tưởng đó là sai lầm vô cùng. Chúng ta là người tu hành nên đối xử thực thà với nhau, khuyên nhau làm điều lành, đi theo đường chánh đạo quang minh và không thể dung túng những chuyện gian dối. Như thói xấu, chuyên nịnh hót, nói theo người đều có tác dụng tai hại. Khi không,
người ta đâu dám bạo gan làm những điều quá ư phóng túng, phá bỏ quy củ. Bởi ta a dua theo, kết bè với họ, họ cho là có chỗ nương tựa nên mới dám hoành hành ngang ngược, coi thường nhân quả, đó là một điều thương tâm. Các bạn đồng tham phải giúp đỡ nhau trên đường tu hành, động viên nhau hướng tới đạo Bồ Đề, chứ không phải là anh kéo tôi kéo anh cùng nhau đi xuống, làm tổn hại nhau, như vậy chẳng phải là giúp nhau. Các bạn đồng tham phải giúp đỡ nhau như thế nào? Bằng cách nói chuyện kinh sách với nhau, cùng nhau nghiên cứu lẽ đạo, anh có chỗ không hiểu rõ, tôi đến nói chuyện với anh, tôi có điều này chưa minh bạch, anh đến chỉ điểm cho tôi. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, học tập kiên thành, xin nhớ kỹ chỗ này, tránh cái gì phi lễ nghĩa, mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói, thân không làm những cái gì phi nghĩa. Tại các cửa lục căn phải kiểm soát vọng tưởng, phải thường xuyên từng giờ từng khắc thâu nhiếp thân tâm, tiêu trừ tạp niệm. Tiêu trừ cách nào? Rất đơn giản, cần tu giới, định, huệ, dập tắt tham sân si. Ha ha ha,